Rồi, xin chào tất cả các bạn, mình tên là Ryan, mình là huấn luyện viên Group X đến từ California Fitness và Yoga. Group X là gì? Group X là tập luyện theo nhóm, đi cùng với âm nhạc, có huấn luyện viên hướng dẫn và bài tập trải đều toàn thân. Và ngày hôm nay Ryan sẽ giải đáp cho các bạn một vài câu hỏi khi chúng ta đến với Group X. Câu hỏi đầu tiên mà Ryan thường được hỏi đó chính là các hội viên lần đầu tiên đến với Group X họ có tập luyện được hay không? Câu hỏi thứ hai, các lớp tập Group X với dụng cụ chúng ta sẽ set up như thế nào, chuẩn bị ra sao trước khi tập luyện? Và câu hỏi cuối cùng đó chính là tác động các nhóm cơ mà chúng ta sẽ vận động trong suốt quá trình tập luyện cùng với năng lượng đốt ra. Ok. Rồi, và nếu các bạn cũng đang có những câu hỏi như thế này thì series này chính xác là dành cho tất cả các bạn. Rồi, và ngày hôm nay Ryan sẽ giới thiệu cho các bạn bộ môn đầu tiên, đó chính là bộ môn Body Pump đến từ Les Mills. Body Pump là gì? Body Pump là tập luyện sử dụng tạ kết hợp cùng với âm nhạc, và mỗi một bài tập của Body Pump sẽ tập trung vào một nhóm cơ chính trên cơ thể của mình, trải đều toàn thân. Ok. Rồi, một lớp Body Pump chúng ta sẽ đốt được tầm khoảng từ 500 cho đến 600 calorie tùy theo mức tạ mà mình sử dụng. Và một số dụng cụ chúng ta cần phải chuẩn bị trước khi lớp bắt đầu. Rồi, về dụng cụ đầu tiên đó chính là bục cùng với đế. Chúng ta sẽ nằm trên phần bục này để tập luyện những bài ví dụ như là bài ngực, bài cơ tay sâu, và sử dụng độ cao từ 2 cho đến 3 đế. Okay, nó sẽ tốt cho mình với trong những động tác ví dụ như là tricep dip để chúng ta có thể tập luyện cho phần cơ tay sâu của mình. Và dụng cụ tiếp theo không thể không thiếu đó chính là thảm. Khi chúng ta hít đất, thảm sẽ giúp chúng ta bảo vệ được phần gối. Okay. Và quan trọng hơn hết, chúng ta sẽ tập cùng với tạ, tạ lớn, tạ vừa, thanh tạ và khóa tạ. Bây giờ Ron sẽ gắn tạ vào và chúng ta sẽ nhìn từng bước cùng với Ron nha. Rồi, đối với các anh chị mà mình đã tập lâu rồi thì chúng ta sẽ sử dụng tạ lớn, sau đó móc khóa tạ và khóa chắc nó lại an toàn. Và đối với các anh chị mà mình lần đầu tiên tập luyện, chúng ta sử dụng mức tạ vừa thôi để đảm bảo an toàn, và cơ thể của mình sẽ cần thời gian để làm quen với chuyện đó, chứ nào. Rồi, và sau khi chúng ta khóa chắc tạ lại, mọi người chú ý chúng ta hãy kiểm tra khóa tạ để giữ an toàn, tạ chúng ta sẽ không bị bung ra. Alright, cùng Ron đốt cháy năng lượng với lớp Body Pump nào. Nếu các bạn muốn đốt cháy thật nhiều calo thì Body Pump chính là sự lựa chọn số 1 dành cho các bạn. Và tuần sau chúng ta sẽ đến với một bộ môn tập luyện cho phần thân dưới của mình, đó chính là bộ môn Bump and Thump. Hãy đón chờ nhé.